hoặc là cũng người như mình vậy đó, rồi tu đắc quả, rồi khi đắc quả rồi ông thiên biến vạn quá rồi, còn ở đâu mà ai mà làm gì được. Cũng như mình đắc quả thì ở trên độ cho mình, thần thánh ta che chở cho mình vậy đó, mình mới còn sống được. Cái chuyện giặc giả chiến tranh cũng như tôi nè, thấy rõ ràng là miên xuống đây nó chặt đầu người ta, cái nguyên cái xóm này không còn người luôn. Cái đường này đi dài vô cho tới kinh một cũng không còn người nữa, tôi đi khám từ nhà luôn. Nằm bao mà tôi thấy tôi đi vậy, tôi coi coi còn sống người nào không, không ai còn sống chứ. Mà tôi đi ngang miên nó nói tàn là tiếng miên không, nó đứng lên ngự chân, nó cầm vũ éo không, nó ôn ôn thà lanh bồn tê bồn tê bồn na gì, tôi nó nói tùm lum chứ tôi không nhớ. Mà nó cầm vũ éo mà tôi đi ngang nó không thấy. Là bác hai nói là họ cấp gì cho cấp trước, hay là bác hai nói là mới đây nè, mới đây nằm bao mới đây nè, mới đây là tôi thấy là cái như vậy đó, mà tôi thấy hai lần vậy rồi. Rồi cái xóm này không còn người nào chứ. Mà tôi nói sao kỳ, mình đi mà nó không thấy mình, mình nói bụng vậy đó. Nó cầm vô quéo mà nó đi kiếm người ta chặt, mà tôi đứng vô chơi mà nó không thấy. Mình nói thầm bụng vậy đó chứ cấp đó đâu có dám nói ra cho có tiếng nó nghe sao. Đảm bao mà thấy cái vía mình cũng khôn, không có nói chuyện, không có nói ra chuyện ra. Chỉ nói bằng cái tâm mình đó, trong tâm mình nó như vậy là nó không thấy mình rồi. Mình đi ngang mà nó cầm dịu quéo, nó đứng cầu quơ mà nó không thấy mình. Mà thấy đâu có núi cấm. Để tôi đọc cho bà cô bác đồng đạo nghe. Tôi viết lên bài thơ kêu gọi, chờ đến ngày dự hội quần tiên, hai người có đủ nhân viên miền Tây trở lại lâm viên sân tầm. Tôi đón khách có lòng màu đạo, viếng non thiên thọ giáo bủ kỳ quân ba, cho mở hội thi mẫu gom linh tử khai kỳ lâm qua. Tôi tá điển hát ca rước khách, đợi người hiền cắt mạch sầu tư, để đưa về gặp tôn sư. Khai quyền mở khiếu cho người sáng thông, để gặp chủ nhân ông tài tánh. Mở Phật đường đại hạnh dắt diều, đức tài trí huệ nâng niu, chờ ngày thiên định như thiều hóa long. Mấy ai có tấm lòng vì đạo, quyết tâm tu hòa hảo tinh chiên, tâm bình trí tịnh được yên, cậu thầy điểm đạo mở quyền ai ôi. Tôi kể sơ cho thời người biết, tạm văn thơ lý thuyết bình thường, thiên sơn núi cấm náo nương, chờ ngày thầy mở qua trường hội thi. Ai hiểu được quyền di tầm đến, chốn Phật đường đợi lệnh tôn sư, cảnh thiên núi lực đón người đạo vàng, chứng ngộ bi từ cứu dân. Thượng quân lập lợi đời tân, thánh dương cổ tái phong thần miễn thê, các con căn đồng về tương hội. Phật thánh tiên rửa tội ban tài, không còn chịu cảnh nạn tai, không còn khổ sở đại đại sát na. Tôi viết sơ kể qua đôi chuyện, nếu có duyên dĩ quyển độ trơn, kể sơ về núi Cẩm Sơn, những nơi du khách dừng chân nguyện cầu. Suối Thanh Long điểm đầu tấm gọi là cái suối mình đi lên giếng núi đó, là số 1 đó, là có chỗ tắm mát mẻ lắm. Các quán ăn lề lối đang trang, bánh xèo cơm trắng đàng hoàng, tuy là thanh đạm mà sang tinh thần, nguồn nước suối trong ngần mát mẻ. Ai tắm vào thấy khỏe vô cùng, gió ngàn thổi nhẹ cây rung, suối thanh nước biếc vô cùng nôn nao. Có tâm sự buồn đau chắc cẩn, thấy cảnh thiên đổ giận làm vui. Người đi cũng đã thấm rồi, cơ thiên chuyển giận cho người hữu duyên. Đây kể sơ cảnh thiên cây quế, là điện cư quế về hướng mặt trà mọc mình à. Tiếp quyền năng thiên tế minh tường, của quyền thầy mẹ Phật Dương khang trang thấm thác cầm hương diệu quyền. Các ngôi thân ngôi thờ bích tiền tỉnh tạ, coi như là cảnh lạ một điều. Cây xanh đá dựng cỏ rêu qua, rừng thơm ngát sương chiều nhẹ bay. Ánh nắng nhạt vàng phai sắc thái, bao gái trai cung bái bền tu. Thơ ca thi phú tạc thù, làm cho thần thức cao du tiên đài. Thấy cảnh đẹp ai ai cũng thích, quế thơm tho kỳ tích dồ này. Mẹ cha thờ cúng nơi đây, quỳnh mai cúc thủ đủ đầy hạnh duyên. Trên đó có thờ cha Ngọc Hoàng nữa, điện cây quế ở dưới mẫu Diêu Trì mẹ Quan Âm nữa. Đó, tôi coi lên tôi thấy luôn, tôi biết luôn. Nhưng thấy được cảnh tiên cõi tục đẹp vô cùng, gợi thúc đàn viên ai người còn đủ căn tiên hòa theo ý pháp chân truyền mâu ni. Vì kỳ chót phải thi công đức, trao là thơ thay đổi thích nghi, chiến này trao mở pha thi, con lo hành thiện khai kỳ lâm qua. Mở hậu thánh tam tà chánh giáo, mong cho người có đạo đến đây, nhờ ơn dạy dỗ tổ thầy, ai biết được đạo đây là người. Viếng cảnh xong mới đi vào đạn nữa, dù Gia Long chọn lựa hiền tài, Gia Long là ở bên Chi Lăng á. Trung can nghĩa khí thảo ngay, tôi quan đất diệt cổ lai tam kỳ, sự vận chuyển quyền di cơ pháp, đúng đường duyên nối ráp mai sau. Tài năng trí huệ dồi dào, hiểu ra mới biết nơi nào nặc danh, thì mới biết non xanh tư thấm ở miền Tây dồ cấm Gia Long. Cây xanh núi đá chập chồng, tiền dân sử ký Gia Long đến giờ. Tôi kể sơ chỗ thờ chú Nguyễn, hàng trăm quan để tiến đến giờ. Cấm gương đá nước thành thơ, hành thành hồ nước bích hiện giờ còn đây. Du khách đến nơi này nguyện giái, đều được như ý nguyện của ta. Trăm quan chiến sĩ ông bà, chứng đồng con cháu, độ mà làm ăn, nhìn cảnh cũ băng phăng núi tiếc.
bao hiền nhân Tuấn Kiệt hy sinh, Bác Hồ có đại gia đình, Đức Quỳnh cứu thế, Đức Kinh Phật thầy. Mong xây chuyển tôi đây có dịp kế đường dây nối tiếp mở mang hòa thôn hỏi đậu vàng nhân sanh hiệp mặt đại đàn Vĩnh Liên. Là tới đó là tôi đã quên bài thơ rồi, tôi cái bà ở xóm bà Chính ở xóm bà mượn rồi bà giấu tới giờ, bà chết luôn tới giờ năm nay hai mấy năm mà bà không có trả lại, bà chết rồi bà giấu luôn. Rồi tôi nhớ được có nửa bài rồi, thôi bây giờ để tôi nói cho cô bác nghe sự tích của Phật thầy Tây An, là Đức thầy dạy cho chúng sanh ở đất nước Việt Nam tu hành cho sao mà sống còn ngày Long Hoa Đại Hội là Thượng Nguyên Thượng đó, lập cái Thượng Nguyên Thượng 10.000 năm đó. Là thầy cho tôi một bài thơ là vào buổi chiều tháng 3 âm lịch ngày 25 cảm kích giao thơ, có nhân duyên chờ đúng ngày giờ cô qua tặng bài thơ lưu niệm. Phật tự tánh không đâu mà kiếm, ngọc dồ mài phúc liễm đợi chờ, chúc mừng người khi nhận ý thơ, người xưa tái chờ giờ hợp mặt. Bủ sơn kỳ ngày xưa chứng đắc, nay ngộ hình chỉ nhắc thêm thôi, chứ kiếp xưa người đã tu rồi. Đó là thầy nói tôi đó, tái kiếp lại làm tôi sánh chúa, là kiếp này tôi phò vua nè, trên bắt tôi tái kiếp lại phò vua nè. Cây xanh vẫn còn nhiều lá úa, tự biết mình mà vũa bản năng, dứt khất tình trừ được lục căn, thì thầy mới phóng lần điểm huệ. Tu mật tâm đâu cần kinh kệ, lặng tâm trần phát huệ rất mau. Mật tâm là tu niệm niệm Phật thiền đó. Người ta không biết, tôi bắt lỗi tôi hỏi, mắc mỏ tôi nói là tu thiền chứ gì nữa. Đâu cần kinh kệ, lặng tâm trần phát huệ rất mau. Lúc này đây vàng lộn với thao, phải thanh lọc một màu nhân sĩ, rồi ngộ lấy những lời quyền bí, trong thi văn thầy chỉ hết rồi. Phải thanh trừ cho mất chữ tôi, ngày hợp mặt ghế ngồi cơ bản, nhắc đồng ngôn hiểu ra thực trạng, biết đạo lành gặp bạn ngày xưa, từ thượng trung hạ đến ba thừa, để hợp mặt bảy thưa, cái sự sau này về, gom về bảy thưa chứ mới còn sống đó, ở trên này chết chân à. Đất lăng linh người xưa cố giữ, bủ sơn kỳ bốn chữ gắn ghi, một ngày tu là một đề thi, ông đạo ráng chữ y đừng lợt, là anh em bạn bè chia sớt, giúp cho đời mới bớt nghiệp mình, tiếp tay thầy trò phải hy sinh, phải sống tốt nghĩa tình dân tộc, bốn chữ lúc này đây là gốc bủ tái trần đạo học phải rồi. Sơn Bạch Long nối tiếp đó thôi, kỳ hương tái ba ngôi đồng đẳng, hương quá chúng kỳ này có đặng hiệp, nhân duyên mới tặng một bài điển xuống đây, thơ cũng khá dài, nói hết ý đợi ngày xâm hiệp. Thanh trừ kẻ bạo tàn húng hiếp sĩ, phải tường cho kịp Long qua về gốc xưa nối Chí Thích Ca, nước non vốn con nhà Hồng Lạc, ba thành phần tu thân giải thoát, Hò Thánh Dương Hiển Đạt Bác Hồ, là Bác Hồ là Vua Minh Vương sau này đó. Cũng gần đây bế tự gia vô, ngộ pháp bảo tín đồ thực sự, cơ xây chuyển dạng năng bi thử, khổ đến nơi chuyện dữ xảy ra, lạng nhân tâm đậu sẽ bất hòa, vì quân chót màn ba tai hại, cái màn này là màn ba rồi nè. Tốt nghiệp trước có nhiều quan trái, nên ngũ hành tránh sái, đao binh nào giống to bảo động thình lình, khắp thế giới đao binh biến lạng, đao binh là binh dịch đó, cô bác. Là bệnh dịch là ôn hoàn dịch lại đó, là của Phật sắp cho Phật thầy sắp đó, nào giông to báo động thình lình đó, khắp thế giới đầu binh biến loạn đó. Thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng sắp tuồng hay mấy dạng châu nghi mã lâm gia cầm láo có kỳ xích lâm tái hồi quy Nam Việt, lựa kẻ trí cùng người anh kiệt, để sửa đời quả thiệt tinh minh, Bạch Lâm về vốn thiệt thầy mình, sĩ dáng nhớ đức tin cho chọn, sau này thầy về là ông hiện ra Bạch Lâm đó, là dòng trắng đó. Ý còn dài nhưng thơ tóm gọn, thanh long ra để chọn sĩ hùng, thì bá gia mới gặp được khùng, quy nhất thấm Bắc Trung Nam Tiễn, ngày 25 giờ chiều phóng điển, cửa thiên sơn nhân thiện mới trao, khắp Á Âu bất cứ nơi nào, người hiền đức được vào cửa thánh, trai trung hiếu gái thì đức hạnh, kỳ nguyên ba hội thánh dở màn, người thiệt tu có ánh đạo quang, khai củ khiếu bước sang đổi mới, còn bây giờ sĩ nên chờ đợi, một ngày mai đại lợi nước nhà, phóng điển quan tên tục cử đa, mượn khẩu tới chúc bà lưu niệm. Người bên chiếc thầy không phải kiếm, hiểu được rồi mới nắm thím sơ dây, rồi chánh chơn thiện mỹ là thầy, chờ hợp mặt rồng mây phó hội, xử những kẻ tâm tà tu dối, là mấy người tu dối sao là tiêu hồn tiêu xác hết trơn à, thưởng không cho sám hối, sao là lỗi lầm xưa tất được bỏ qua, sống an lạc một nhà hòa hiệp, rồi chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, Tây Tàu qua chuyến này nó qua, nó quánh Việt Nam đó, Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô, Mỹ Nhật Nga là nó vô tiếp Việt Nam đó. Mỹ Nhật Nga có việc cùng vô, bị thằng Nhật, bị hai cháu bên nguyên tử của Mỹ đó. Bây giờ nó thù dữ lắm. Ai phe phan, xưng cậu, xưng cô thì phải bị điểm tô sanh hại. Thầy về phạt những người làm sái, thưởng không cho trai gái có lòng. Được trở về nhận tổ quy tông, thanh lâm thức kiểm thông, thể xót hát lông về, đố ai thoát lọt. Xù lông ra, sụp hết hai cồn, xù lông năm chèo đó chú.
từ Sài Thành Động Cả Hòa Thôn Cù Long Chuyển Phật Tôn Xuất Thế Di Lặc ra, nói theo kinh kệ Phật Di Lặc là Phật Vương đó. Hai trường trai nguyên thể được vào, được trai ngoài tâm cũng thanh cao. Sống thực tế một nhà đạo nhất vì kỳ này là thời thánh đức tặng cho người trí thức hiểu qua, ngọc chúc cho tu sửa gấp mà vì quan thánh thắp ra nguyên thể. Đúng lúc này là thời lập thế lạng cơ Nam Trung Quế Bắc Phần, cũng là nhân mà lại hại nhân, đời yểm cụ nguyên tân nên khổ. Khá khen cho trai lành biết ngộ, phải đợi chờ ngọc lộ châu khuê, một ngày nào tới chuyện thầy về. Long châu tử bút khuê kỳ giả, thôi kết thúc giờ điều mới lạ, mong cho người buông xả từ rồi. Chờ một ngày hợp mặt chúa tôi, chúc sĩ được gia ngôi yên thịnh là thầy chúc cho tôi đó. Vào buổi tối rồi trao đại định là cúng với lại đó, thì phước lành điển kính sau này. Được tròn duyên tớ lại gặp thầy, khắp thế giới liên dây hòa hảo. Thưa quý khán giả, bài thơ tới đây là hết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là tôi, thầy cho tôi một bài thơ, với hồi tôi lên núi Cấm tôi ở 10 năm, trên đó là Nữ Hoa Bồ Tát cho tôi một bài đó, mà vì người ta mượn người ta giấu luôn rồi, thành ra tôi mới có thuộc có phân nửa bài à. Nãy tôi nói nãy bài thơ đầu đó, rồi giờ tới bài thơ chót này của thầy cũng cho tôi dài năm được gì đó, tôi đọc nãy giờ, bây giờ tới đây là dứt bài thơ đó. Bác hai cũng lớn tuổi rồi, bác hai cũng được bài thơ của đức thầy dạy cho bác hai, nhưng mà bác hai giải thuộc hết, quá nhiều bài thơ thuộc hết, theo những người mà học thức hay những người mà tuổi cũng có thuộc nha. Cái này là cái duyên, có duyên với thầy tổ, cho nên mới khiến ở trên cũng như là tôi là đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca, tôi quy bên Ấn Độ á. Hồi đó quy y rồi là bây giờ mà chứng đắc luôn rồi ở trên mấy, bởi vì nó thầy khùng trò lại quá điên đó, là tôi là tới điên bò thượng, khùng điên mấy tháng, tình điên ai ngờ ai về đâu là khùng điên mấy tháng, là tưởng ai là tôi là tới điên bò thượng mà ở trên cho biết luôn đó, đức thầy cũng cho biết luôn đó. Bây giờ tôi mới biết tôi là tới điên hòa thượng, tôi mới nghe đây thì bà chúa ba cũng nói, bà chúa xứ bà nói ông là tới điên hòa thượng mà ông đắc quả Phật Bồ Tát. Ông về ông mở phim tới điên hòa thượng, ông coi là ông nhớ cái kiếp của ông hồi trước, ông xuống hồi đó ông xuống lộn ở bên Trung Quốc á, nó nói dành gì á, ông xuống dưới Trần Giang, xuống dưới Việt Nam, ông xuống lộn ở bên Trung Quốc á, Trung Quốc nó mới quay cái phim, mà chứ phải hồi đó xuống Việt Nam, Việt Nam đâu có ai biết cái vụ đó đâu. Cái này cũng như cái duyên của mình vậy đó, chứ Việt Nam đâu có ai biết cái vụ mà quay phim cái gì đâu, thành ra xuống ở bên Trung Quốc bây giờ nó quay đó, quay sự tích tới Điên Hòa Thượng là tôi đó, mà tôi đâu có biết đâu. Tới chừng mà tôi lên núi đó là bà chúa bà hiện về, bà nói với Nữ Hoa Bồ Tát hiện về nói cho tôi biết, tôi mới biết tôi là tới Điên Hòa Thượng, chứ tôi không biết tôi là ai nữa. Cũng như thầy tặng cho bài thơ đó. Dạ. Rồi nghe nói bác hai có nhìn thấy được những người ở trên á. Thì cái đó thì hiện bây giờ tôi về tôi thấy là Phật Di Lặc đó, là Phật Vương đó. Bây giờ ông hiện tôi thấy luôn, mà tôi thấy Đức Cố luôn nữa. Mà tôi thấy gần một năm vậy Đức Cố mới biến đi đó. Bây giờ tôi không có thấy Đức Cố nữa. Còn mỗi lần gần cả năm tôi thấy, đêm nào tôi cúng tôi cũng thấy Đức Cố hết trơn. Ngày nào tôi cúng tôi cũng thấy Đức Cố hết trơn. Đức Cố hiện vòng vòng cái nhà tôi, chỗ nào hướng nào mà tôi cúng là Đức Cố hiện ra vậy đó. Còn bây giờ là Phật Vương đó, là ông hiện ra là Phật Di Lặc đó. Là ông hiện ra ngay chân ngôi Tam Bảo á. Rồi ở trước bàn thông thiên cũng hiện lên hết trơn vậy đó. Chỉ là hiện cho bác hai thấy thôi. Chỉ có mình tôi thấy thôi, chứ trong nhà không ai thấy chứ. Dạ, chứ đâu có nói gì với bác hai đâu thấy không? Dạ. Có nói về, có nói chuyện gì với bác hai không? Không, không có, chưa có nói. Chỉ là hiện cho bác hai thấy thôi. Hiện cho thấy thôi à. Chứ không có nói chuyện gì hết. Chứ không có nói chuyện, hiện ra đứng dòm tôi cười không à. Thì thầy cũng có nói là nó cận lắm rồi, ông tôi nói trong cái bài giảng lại cho quý đồng đạo nghe, cũng như thầy nói năm mèo kêu ba tánh lao sao đến rừng rồng rắn nó đào chuyển ghê đó, con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào canh phiêu gà gáy máu đào mới ngưng,
nói ra nước mắt rưng rưng điên biểu dân đừng làm dữ làm hung gió lai thì cậu gây rung phương nam có giặc không dung ai ngờ đó. Thì sau ngày 18 nước nó chạy vô đem quánh là bị quan năm này là mùa qua tháng 7 đã nổ rồi đó thì núi cấm nổ rồi. Đến tỷ bị sức quay rắn núp dưới hang coi ngựa chạy khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay lông tay trộn rộn trời che sát nam bắc ê hề đất chở thay đất mà chở thay không có xà lan nào mà chở cho hết hết trơn chết dữ lắm 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình còn có 1 phần 1 rồi. Bây giờ nói cái này cũng như khuyên cho cô bác anh chị em đồng đạo ráng là lo tu theo thầy tổ. Thầy tổ thầy là Phật thầy ra ăn còn tổ là Đức Thích Ca Phật tổ đó. Mà ông Quy Di với hầu trước đó là cổ Phật Thiên Đăng đã thọ ký cho Đức Phật tổ là tu 92 kiếp chứng quả hiệu là Thích Ca Như Lai Phật tổ đó, bây giờ y gan luôn đó. Rồi tôi là cũng là dân của Việt Nam mà tôi đi tôi là tướng cướp mà hồi trước tôi ăn cướp mà tôi không có xài ăn cướp giúp cho dân không à. Cả nhiều năm lắm tôi muốn gần mãn cuộc đời mà tôi tới chừng sau này tôi hỏi tôi gặp Đức Phật tổ tôi hỏi chứ như tôi vậy tu được không bị tôi ăn cướp mà nó cướp làm sao tu rồi sợ tu không được tôi hỏi với Đức Phật nói được thì Đức Phật là mời tôi dạy tôi rồi tôi tu tới có một kiếp đó, để chứng quả Phật Bồ Tát đó, ai cũng sửng sốt hết trơn. Thứ đó nha. Ừ. Là Đức Phật chỉ cho thầy đó. Phật tổ Thích Ca đó tôi quy y bên Đức Phật tổ ông mới chứng nhận cho tôi tu. Dạ. Là tôi đắc quả là Tế Điên Hòa Thượng đó. Dạ. Thì tới bây giờ luôn mà tôi không biết tới chừng mà sao mà thầy ông rước lên núi đó, ông kêu lên núi đó. Lên dẫn là ông mới nói với chị Qua Lý là An Giang có một cụ đào là chị Qua Lý đó. Là con của Đức Ngọc Hoàng đó mấy chú sứ đó, bà chú sứ đó là bà mới nói cho tôi nghe tôi mới nhớ lại mà nhắc sự tích của tôi hồi đó là tôi đắc quả mà tôi khi ăn cướp mà tôi không có xài thì ăn cướp mà đem tiền nhà tao xài móc ra 5.000-10.000 vậy đó để mua bánh mua xôi ăn vậy đó thì bây giờ tôi cũng ăn xôi không à. Hồi xưa tới giờ ăn xôi xong rồi, ăn xôi năm nay là 38 năm rồi, ăn tương bao nhiêu sẽ ăn xôi bao nhiêu. Dạ, là bắt ai là ăn tươi là ăn chai bao lâu rồi? 38 năm rồi. 38 năm rồi. Dạ. Vậy bắt ai cũng bắt ai năm nay tuổi rồi? Năm nay 75 tuổi rồi. Dạ, ăn chai 38 năm. Dạ. Lâu nè. Vậy có từng ngã chưa? Hả? Có từng ngã mà ăn gì không? Không, tôi không tưởng vụ đó đâu. Tôi ham tu chứ tôi không có ham mà ăn đâu. Yeah. Ăn thì có gì ăn lấy, ăn tương thì có gì ăn lấy. Yeah. Vì mình là người của Phật rồi, đệ tử của Phật rồi, phải tu nhờ mình tu mình mới đắc quả. Bây giờ đâu có ham gì nữa đâu. Yeah. Tất cả thế gian này là giả tạm không, bởi thầy nó nói bởi giả tạm của đời quan hạ đó. Gắn công tu xem nhiều báo lạ phép thần linh của Đức Di Đà lại được gần bệ ngọc long xa coi thiên quốc tranh giành châu báu. Thiên quốc sau này 18 nước nó vô Việt Nam nè. Hội 18 nước mà Tôn Dương Minh Hoàng đó. 18 nước tài phép chơi chơi Phật thâu trả quả ngẩn ngơ chư hầu. 18 nước là dán hàng đầu hàng năm cống lễ vô chầu Hớn Ban. Là vô chầu Hớn Ban là Bác Hồ đó. 18 nước nước nào quấn con được hết á. Bị gì trong Tứ Thánh rồi có nói cái câu nói này nè. Tứ Thánh ông nói trời ơi sao ó biến bay xe kia biến chạy tại ai xe ngừng súng sao biến nổ không chừng người quánh ai. Xe không chạy quánh ai rồi nước không nước mà uống nam mô đạo nào nữa không nước mà uống mới chết đụng đóng nước nào vô đây cũng chết hết trơn sơn băng thủy kiệt rồi núi nổ rồi thủy kiệt rồi Phật không uống hành hết rồi kim mộc thủy hỏa thổ đâu còn nữa mà uống cho nên tới chừng đó chỉ có Phật tu mới là Phật cứu được còn không tu là không có ai cứu mình được hết trơn không ai độ mình được hết. Hôm nay cũng là lễ Phật nhau cái thời gian rồi bạn ai có xuống thăm thầy chưa? Có đi trên cúng ở trên bạch mà chùa Cái Chôm như này nè. Ở cúng ở trên ngày hôm qua rồi. Đi sớm hơn người ta chứ cũng như tôi đi ngày 17 ngày hôm qua đó. Cũng như là
cũng ở đâu còn có thằng cháu hảo mình cũng đâu được hết trơn nha. Ở đâu cũng được hết trơn á, mà mình đi là mình phải nhớ đi, thì ví dụ như mình tưởng thầy tổ đó thì mình phải đi tới chỗ tới nơi cái nào mình biết mình nói cho đồng đạo ta nghe rằng ta tu theo mình vậy đó. Cái đó là kêu bằng thương yêu lẫn nhau và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức đó. Nếu ai giữ trọn lành trong sáng về cõi Tây Phương học đạo hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh học đạo hoàn toàn là mình đắc quả rồi, mới trở lại mình nhắc nhở cho chúng sanh tu đó. Tu như mình đi mới đắc đó. Chứ đâu có còn tưởng cái gì nó đã đời nó cần một bên rồi. Thầy đã thầy cũng nói hạ quân nay đã hết đời rồi còn gì nữa. Phong ba biến chuyển đổi giờ gia can năm mèo kỹ mão rõ ràng thì từ năm mèo nó tới luôn đó. Khắp trong trần hạ nhộn nhàng siết chi ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ não gì thì từ đây cơ trời thế cuộc đổi xây điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian thấy đời ly lạng bất an khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh là bệnh dịch á. Kẻ thời phụ nghĩa bố kình người thời trung hiếu chẳng dình dạng hai nên điên xin nhủ bằng nay khắp trong lê thứ ngày dài tĩnh tâm cơ thâm thì quả cũng thâm nào trong sách sử có lầm ở đâu người khôn nghe nói càng gầu người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo rồi sau sẽ thấy hùm beo khắp trong các nước hiểm nghèo đáng thương điên này dương lệnh minh dương dưới lệnh phật đường sai xuống giảng dân kẻ xa thì mến đức ân làm cho người gần ganh ghét sinh nghi khi nam mô mô phật từ bi miệng thì niệm phật mà lòng thì tài gian khắp trong thế giới trần hoàng cũng hết xóm đàn đều bỉ người điên điên này xưa cũng như ai vào các gia đài tột bực giàu sang nghĩ thi danh lợi chẳng màng bèn lên ẩn dạng lâm sang tu trì thầy thầy cũng có đi vô núi cấm ở bên hồi đó thầy ở bên Trung Quốc á người thầy có nói tàu che tàu bán phật mới vào Việt Nam nè ông đi về tới núi Sam cái ông vô tới núi cấm ông xét rồi khám xét rồi về ông tu luôn á ông đắc quả luôn á rồi có người di tịch núi Sam đó chứ chẳng phải bài điều quy hoạch đó người hồi đó đâu có ai tin bây giờ người ta tin rồi chuyện tới rồi mới tin muộn rồi bây giờ tu là chỉ có ngồi đâu niệm phật đó chứ còn không có tu cái pháp môn nào cho kịp hết trơn á. Ai mà niệm phật chí tâm đó thầy có nói đó cũng như có ngọc mà cầm trên tay niệm phật có phật như lai độ mình đó niệm phật tật bệnh tiêu tan niệm phật có phật tây phan dắt về niệm phật có phật vượt về hay hoặc là ai mà tu tỉnh dương cần ông bà cha mẹ phật thần rước lên rước luôn ông bà cha mẹ mình luôn đó là cái phước của mình đó tài vàng ăn ở dưỡng bền khỏi lo lao lý với miền trần gian cho nên là bây giờ phải ráng cố gắng mà chỉ tu cái pháp môn tịnh độ là niệm phật đó là đứng đầu tiên đó các pháp môn chỉ có pháp môn tịnh độ là thứ nhất đó chứ không có pháp nào bằng hết. Dạ, như Phật chí tâm tức là niệm Phật là không có một cái tập niệm gì đó chứ không? Ừ, thầy đã nói rồi, nó Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi đâu có cần lên non lên núi làm gì? Chúng đục đẽo cùng cây dưới củi đúc xi măng sân phết đặt tên là nói mấy cái người tả đạo bằng môn đó. Là cũng như là làm cái đó đặng mà để bán kiếm tiền gạt dân đó, chứ Phật đâu phải là cái gốc cây đâu. Phật là cũng người như mình vậy đó, rồi tu đắc quả, rồi khi đắc quả là ông thiên biến vạn quá rồi còn ở đâu mà ai mà làm gì được. Cũng như mình đắc quả thì ở trên độ cho mình, thần thánh là che chở cho mình vậy đó. Mình mới còn sống được cái chuyện giặc giả chiến tranh cũng như tôi nè, tôi thấy rõ ràng là Miên nó xuống đây nó chặt đầu người ta, cái Miên cái xóm này không còn người luôn. Cái đường này đi dài vô tới kinh mộ cũng không còn người nữa, tôi đi khám từ nhà luôn. Nằm bao mà tôi thấy tôi đi vậy tôi coi còn sống người nào không, ai còn sống chứ mà tôi đi ngang Miên nó nói tàn là tiếng Miên không, nó đứng lên ngự chân nó cầm dịu éo không. Nó ôn ôn nó trời lên bồn tê na gì tôi nó nói tùm lum chứ tôi không nhớ mà nó cầm dịu éo mà tôi đi ngang nó không thấy. Là bác hai nói là họ cấp gì cho cấp trước hay là bác hai nói là... Mới đây nằm bao. Ở mới đây là tôi thấy là cái như vậy đó, mà tôi thấy hai lần vậy rồi. Rồi cái xóm này không còn người nào chứ. Mà tôi nói sao kỳ mình đi mà nó không thấy mình nói bụng vậy đó. Nó cầm dưa quéo mà nó đi kiếm người ta chặt mà tôi đứng giờ chơi mà nó không thấy. Mình nói thầm bụng vậy đó chứ cấp đó đâu có dám nói ra cho có tiếng nó nghe sao. Làm bao mà thấy cái vía mình cũng khôn, không có nói chuyện, không có nói ra chuyện ra. Chỉ nói bằng cái tâm mình đó, trong tâm mình nó ủa như vậy là nó không thấy mình rồi. Mình đi ngang mà nó cầm dịu quéo, nó đứng cầu quơ mà nó không thấy mình. Dạ,
mà thấy đâu đặt người hết trơn. Con có nghe là nói là Nam Thịnh này là sắp có đại nạn lớn đó bác hai. À. Thì cái Nam Thịnh này là thầy có nói trung ương rộng lộn ở hề thấy thấy nè, mèo kêu trước tới IB đó là cái năm mèo nói hồi năm mèo đó mà nói tới Nam Thịnh luôn là thầy nó nói đó, ông nói trung ương rộng lộn ở hề thấy thấy Nam Bắc ở hề đất chở thay chứ không có xà lan nào chở cho hết hết chứ, nhân vật 10 phần hao 7-8 thần tiên thấy gì cũng châu ngoài chết mà thần tiên châu ngoài luôn đó. Thấy đau lòng đó. Ừ, là không có cuối Nam Thịnh, trung ương là nửa năm đó, cái tiếng trung ương là có nửa năm rồi, ngay chân rằm tháng 6 này là tới nè, mà người ta đâu có biết cái trung ương là cái ngày nào đâu, rằm tháng 6 là trung ương đó. Thấy tôi qua bên cồn này nè, thì tôi đứng dậy nói chuyện cho nó mát. Tôi qua bên cồn này mà tôi không biết tôi làm gì, lần đầu tiên tôi thấy cái sao mà cái cầu này xe hết chạy lên rồi còn xe chạy xuống không à. Cái tôi mới hỏi sao mà bữa nay xe chạy xuống không, mấy cô bác để ra ngoài hỏi thăm coi cái vụ gì á. Thì tôi bước ra xuống dạ cầu, tôi thấy ông già ông đứng nó chưa chú chưa hay gì sao, miên nó quấn châu đốc chết còn có 5-6 người gì hà. Cái chợ châu đốc á, ông nói vậy đó. Rồi tôi đứng tôi sửng sốt rồi tôi cái con ông đó nói chú ở đây có mà đò đưa ngang xong tôi đi xong đa qua bển, tôi nói là nhà ông Út Hơn đang là cậu của tôi đó, ông đưa qua xong rồi lại đó rồi cái xe dẫn lên có cái bến dẫn lên mà dẫn không được thì kêu hai con người đẩy tiếp lên không đa đó. Rồi qua đêm sau tôi nằm tôi thấy một lần nữa cũng giấc chim bao nữa, tôi nói mà cái chuyện đó mình ngoài ấy muốn ai muốn kỳ cục kia mà muốn cũng không được nữa. Qua đêm sau thấy đường không hồi nào giờ có bên đây thì ở đi chơi đi vòng vòng xóm mình chứ có đi đâu đâu. Sau đêm sau dòm thấy đi qua cồn đi xuống gặp ở dưới cồn chạy lên gần ngàn người, tôi hỏi cái vụ gì mà người ta chạy quá chạy vậy. Ông già nói chú chưa hay gì sao mấy cái cồn dưới này sụp xuống tới dòng cống luôn à, dân chết hết trơn mà bây giờ nó mới tin là rồi chết hết trơn rồi. Cái tớp này là tôi hỏi sao mà giờ còn sống mà chạy, ổng nói không phải, cái này nó gần cái cũng như hai cái mí giáp nhau đó, hai cái mí cồn đó nó nhúc nhích nó rung rinh đó, rồi dân ở đây sợ sụp nữa mới chạy lên. Ông nói chết hết trơn rồi, giờ cái cồn từ ở trên cầu chưa ếch mà xuống tới dòng cống luôn chết không còn người nữa. Cái đó là chiến bao tôi thấy vậy đó. Ừ. Thì bây giờ nó Iran luôn rồi đó, thì nó tới cũng Iran mà tháng này chưa có nè, mà nó bước qua tháng 6 là trung ương rộng lộn. Thì năm 12 tháng đó, tháng 6 thì 6 tháng. Mà rằm tháng 6 là ngay chân trung ương luôn đó. Người ta đâu có biết, có người ta đâu có tu mà người ta biết là bạn. Thành thử ra tôi nói bây giờ nó cận dữ lắm, là tôi giờ cũng không ham cái gì nữa, nhà cửa này mơ kia múc nó bỏ chạy rồi chứ mình không chạy ở đây chết sao. Nó tới rồi đường này tôi nói cái nhà tôi bước tôi miên vậy mà tôi chạy vô đó ha. Chạy vô đó tôi chạy không à, tôi chạy vô tới cổng là tôi lợi nhà bà Sáu Mai đẳng tôi xét rồi. Lợi nhà bà Sáu Mai xét thử coi sao. Thì lợi đẳng giờ trong nhà bà không còn người chết hết trơn. Ừ, rồi nhà út núp cũng chết hết trơn, nhà anh chết mà ra ngoài hầm út núp thấy cái hầm đầy tràn luôn, người ta nằm đóng dưới đó. Ừ, xác chết nằm mà chà bị chặt đầu hết trơn, bị chặt lưng, chặt bụng gì tùm lum hết trơn. Cũng như miên nó vậy, nó chặt bằng dĩa quéo đó, chết hết trơn rồi. Rồi hầm của út cũng ra, không có một người nữa, chết hết trơn, không còn người nào sống trơn. Tôi thấy hai đêm tôi giật mình luôn rồi. Mà mình muốn cũng không đâu có được chuyện đó, mà tránh cũng không khỏi nữa, cũng như mình có duyên đó mới được gặp. Nhờ có cái duyên lành Phật mới hiện cho mình gặp vậy đó. Thành thử bây giờ tôi mới nói cho cô bác nghe đặng mà tu cho gấp kịp thời chứ, còn nếu để không còn bao lâu nữa đâu, cũng như nó đã cận dữ lắm rồi.
thấy không tiêu mà tiêu mới lạ, thấy không tới mà tới không hay ra. Đố ai biết đặng ngày mai, ngày nay yên lặng ngày mai thảm sầu. Bữa nay yên lặng ngày mai nó tới đó. Phật nói rõ ràng đó là lời của Phật thầy nói, không có sai câu nào đâu. Lo mà nữa mà đừng có tiếc nhà tiếc của gì chứ, là tốt nhất là cái xác của mình giữ làm sao mà cho được còn nguyên, làm sao mà sống còn dưới cái hậu long qua thượng quân thượng đó 10.000 năm á, lập cái thượng quân thượng 10.000 năm đó, 18 nước là nước nào cũng vô cò Việt Nam chứ, hậu 18 nước mà tôn vương minh hoàng 18 nước tài phép cho chơi Phật khâu trả quả ngẩn ngơ chư hầu bị là nó vô nó hại cái này nó hại kia đó, 18 nước là dán hàng đầu hàng năm cống lễ vô chầu phấn ban. Rồi 18 nước nó vô đây nó phò Việt Nam hết trơn nè. Năm nào cũng vô tới tháng cúng kiến ở trong này lại vô nó lại Bác Hồ á. Có thôi, thôi bây giờ về chú đem phát cho người ta đồng bào ở nước ngoài, nước nào người ta có nghe đó thì khuyên người ta tu cũng như gắng mà tu đi để mà sống, chứ bây giờ không có sống được đâu. Cũng như cái Hạ Môn này nó hết rồi, lập lại cái Thượng Môn Thượng tới 10.000 năm nữa. Mà cái người có tu mới còn sống chứ không tu không có người nào còn sống hết trơn, tiêu hồn tiêu xác hết trơn. Đợt này là chuẩn bị lập hội rồi còn gì nữa thì nó cũng còn mấy năm nữa tới là năm còn mấy năm nữa là tụi thầy tuổi mùi chừng gặp tuổi mùi đó, tới năm mùi đó thầy xuất hiện đó là Phật xuất thế tại Việt Nam này. Phật không cả mong các nước không có nước nào có, chỉ Việt Nam là Phật xuất thế hết trơn rồi, xuống thế biết bao nhiêu ngàn hàng ngàn chư Phật thánh tiên thần người kia xuất tại Việt Nam này, nước nào cũng không có chứ, chỉ có Việt Nam có thôi. Cho nên Việt Nam là nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng, hay hoặc là nước Nam như thể cái chùa, ngày sau các nước bốn mùa tới lui. Nước nào cũng vô lại mà cầu nguyện cho Việt Nam, cầu lại Bác Hồ đó. Bác hai có lời lẽ nào để... Thì lời lẽ của tôi nãy giờ tôi nói đó là khuyên cô bác anh em đồng đạo ở nước ngoài đó, nhiều nước gắng mà lo niệm Phật đi, bây giờ tu không có pháp môn mà tu kịp hết trơn, chỉ niệm Phật thứ hai nữa là giúp đỡ cho bố thí cho người ta thì còn sống, rồi sau mình được cái phước. Vậy trước khi kết thúc, bác hai có lời lẽ nào nói với bà con gì không? Thì tôi khuyên cô bác cứ việc làm phước đi, cái gì phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xóa đạ, nhiều ngày thánh thê chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính tan, ngày nay sớm đến Phật đàn niệm một câu Phật, Phật cầu an linh hồn, tổ tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi nữa, là mình đắc quả Phật về cõi trên luôn rồi, không còn dính níu ở trần gian này nữa. Dính níu như này còn mê muội là tất nhiên con người mình tham lam là nó mê muội đó. Còn nếu mà đắc quả rồi là về trên đắc quả tiên, quả thánh, quả thần gì cũng là quý hết trơn. Rồi mình muốn lên nữa thì mình tu lên thêm nữa. Bởi thầy em nói ai mà niệm Phật chí tâm cũng như có ngọc mà cầm trên tay, niệm Phật có Phật Như Lai độ mình, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phương dắt về, niệm Phật có Phật dự kề. Hoặc ai mà tu có tỉnh chuyên cần ông bà cha mẹ Phật thần trước lên, mình tu mình cứu được ông bà cha mẹ mình luôn nữa. Tà vàng ăn ở dưỡng bền khỏi lo lao lý với miền trần gian, tà vàng là tà sen đó ngang chứ không phải vàng đâu ngang. Ấy là đến lúc xây sang tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên. Rồi tới đây hết bài thơ, mấy bài thơ hết rồi đó. Thì hôm nay đến hẹn lại lên cũng đủ nhân duyên, thì ông Trọ cũng đã trở lại với phần thuốc quý giá của mình để đem đến cho những bà con tiêu dùng sản phẩm mà ai cũng đều ưa chịu. Thì kính thưa bà con, thì Đức Thầy có cho biết là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Thì ở đây quý vị thấy rồi đó, buổi sáng thì lúc mà 12 giờ thì trời lại là trời mưa, chỉ mưa. Còn buổi chiều thì trời lại nắng, nó nghịch mùa như vậy. Rồi lúc mà mùa thu thì chuyển sang mùa đông mà chuyển sang mùa xuân đó. Cho nên là hiện giờ là các con côn trùng nó phát triển rất là nhanh. Rồi chưa kể quý vị, ở Nhật Bản thì có những căn bệnh virus ăn thịt người. Còn ở Thái Lan thì có những căn bệnh hô hấp 24 giờ cấp tính.
24 giờ lâm sàng, nếu chúng ta không có kháng kịp chúng ta phải chết tại chỗ. Thì còn Việt Nam thì chưa nói đến Việt Nam. Việt Nam thì như lúc trước chúng ta có một ngày đi, chúng ta bị 10.000 lượt, 1.000 được lượt lây nhiễm thì chúng ta báo động đỏ. Nhưng mà bây giờ một ngày chúng ta rất là nhiều lần đó, nhưng mà chúng ta không báo động đỏ. Và chúng ta vẫn bình thường sống chung với dịch. Thì bà con phải tự bảo vệ mình trước khi dịch đến thăm mình, giết mình. Thì bảo vệ dịch, bảo vệ mình như thế nào? Thì ở đây Quốc Tạo đã ra một cái liều thuốc rất là cực kỳ, rất là hiệu quả. Thì ở đây những bà con dùng dầu Quốc Tạo không bao giờ bị dịch bệnh. Nếu mà nói 100% thì chúng tôi không dám nói. Nhưng mà nói về mà đứng hàng thứ hai thì không ai dám nói đứng hàng thứ nhất. Thì ở đây sản phẩm của chúng tôi là dầu diêm son ngừa Covid. Xin được tự giới thiệu, sản phẩm này là do gia đình của Quốc Tạo bào chế ra, được học 2 năm nay. Thì ở đây chúng tôi đã nghiên cứu rất là nhiều thành phần trong đây. Kính thưa bà con, thì ở đây bà con thấy cái hũ này đó. Cái hũ này là chúng tôi đã sức 1.000 chai, 860 chai cho một cái bà cô đã dùng loại dầu này. Thì ở đây chúng tôi một hũ này tương đương với 1.000 chai có trên. Thì ở đây chúng tôi sẽ ngâm. Hiện giờ chúng tôi ngâm là được 1 tháng mấy, 2 tháng chúng tôi ngâm tới 2 hũ lần. Một hũ đầu tiên là 3 tháng mấy chúng tôi đã sức đi rồi. Còn hũ này là gần 2 tháng. Thì bà con nào có dùng cái hũ mua lấy 1.000 chai Quốc Tạo sẽ gửi cái hũ này cho bà con, sẽ mướn dân công lại làm. Tuyệt đối toàn là dầu này hết. Còn cái loại dầu này nó hay, đặc biệt hơn dầu kia như thế nào? Nó cũng y gan nhau, chất lượng sản phẩm y gan nhau, nhưng mà nhờ cái nó được ngâm lâu bà con. Nó ngâm lâu thì bà con biết rồi đó. Nó ngâm lâu thì thuốc nó ra nhiều, nó đậm đặc. Khi bà con sức vào, bà con cảm giác được cái mùi thuốc nồng nặc trong cái cơ thể chúng ta. Cho nên virus không thể nào mà xâm phạm được. Còn ở đây dầu này, ngoài cái việc sức ra, nó có được 4 vị là nâng cấp thế hệ thứ 3 nghe, được 4 vị. Thì vị thứ 1, vị thứ 2 và vị thứ 3, ví dụ quý vị mà gì dở ra vậy đi, đó là vị thứ nhất rồi đó. Đó, ha, thơm, nồng nạc rồi đó. Thì quý vị hử vô, quý vị điện lại cho Quốc Tạo. Quốc Tạo sẽ nói quý vị từ vị, quý vị hử đúng y gan vậy luôn. Không đúng quý vị cứ gọi là Quốc Tạo sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái chuyện nói của mình. Đó, thì ở đây là một vị, một cái hương nè. Nè, sức vô nè. Hai hương, ha, hai vị, ha. Đó, là ba vị. Quý vị thấy không? Ba vị rõ ràng luôn. Rồi quý vị lấy cái tay quý vị chà vậy cái. Đó là bốn vị. Nó loan tả ra bốn vị, quý vị thử thấy cảm giác được bốn vị rõ ràng luôn, Quốc Tạo phân tích cho quý vị nghe. Đó, thì ngoài cái việc ngừa những cái bệnh ở không khí, cái bệnh virus ra, thí dụ như hiện giờ chồng đi làm công ty, vợ đi làm công ty, đi làm công nhân, con mình đi học trong trường học, mình sợ quá mình đưa khẩu trang cho chồng cho vợ đi. Quý vị không cần đeo khẩu trang quý vị. Cứ mỗi 3 tiếng quý vị sức cho Quốc Tạo một lần, 3 tiếng sức một lần, hứa với quý vị, cỡ nào cũng hết hết trơn. Cỡ nào cũng không có bị nhiễm dịch hết trơn. Lúc trước Quốc Tạo sức dầu á, đi vô dùng dịch luôn quý vị, để phát gạo luôn, vì không hề bị dịch. Từ lúc bị dịch bệnh tới giờ Quốc Tạo chưa hề bị dịch bệnh quý vị. Đặc biệt như vậy ha. Còn dầu này đó, thì cũng báo cho bà con luôn, trên thị trường có người bán giá cao hơn, có người bán giá thấp hơn. Nhưng mà dầu Quốc Tạo đặc biệt được xuất khẩu đi nước ngoài. Hiện bây giờ Quốc Tạo đi được là 20.000 chai đó quý vị, 20.000 chai đó. Thì tính đến giờ này là Quốc Tạo đi được 20.000 chai, còn rượu thì Quốc Tạo đi được là 200 lít rồi đó quý vị, 200 lít rồi đó. Đến thời điểm này đó, thì ở đây thì ngoài Quốc Tạo ra hứa với bà con không ai chế được loại dầu này hết. Không phải không có nguyên liệu, nhưng mà ở đây sản phẩm ở đây là rất là hiếm. Và hai nữa đó là Quốc Tạo học 3 người thầy mới chế được. Và cái thứ ba là chúng tôi phải ngâm quý vị, dầu phải ngâm, nó đặc biệt như thế. Đó, tổng cộng là 13 vị thuốc bắc ở bên cái phần dầu này ha, mình tóm gọn như đi ha, tại còn nhiều sản phẩm quá. Đó, bà con hiện bây giờ dịch bệnh rồi, chỉ cần có chai dầu này trong ta thôi, bà con không sợ gì hết. Đi đám cưới, đi làm công ty, công nhân, đi chơi, đi này kia bình thường hết. Cưng ra cưng nhận đồ giùm anh đi. Thì ở đây dầu diêm son Quốc Tạo sẽ cho qua ha. Rồi tiếp tục đến thì sản phẩm Quốc Tạo gồm có 3 chai dầu, 2 chai nhỏ diêm son, 1 lọ thuốc ngứa, 2 chai nhỏ mắt và 1 cái chai thuốc rượu. Đây là 5 món, một bộ combo 5 món. Bà không có nhà đâu, kêu gỡ đồ đây đi. Dạ thì kính thưa quý vị, thì Quốc Tạo xin được phép giới thiệu tiếp tục nha. Một cái bộ combo như thế này là 120.000 nếu bà con không lấy gì hết ha, là một chai thuốc rượu, 2 chai nhỏ mắt, 1 lọ thuốc ngứa, 2 chai nhỏ diêm son và 1-3 chai dầu. Còn quý vị lấy sản phẩm nào trong đây, ví dụ như những sản phẩm nào trong đây thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị là 50.000. Cái combo này 50.000 thôi, chỉ kèm theo cái những sản phẩm uống ha. Thì ở đây tiếp tục đến là chai nhỏ diêm son. Thì ở đây chúng tôi đã
nâng cấp lên cho nhỏ dim son nó kẹo nẻo chân. Ở đây nè quý vị thấy nó kẹo nẻo chân, nó đổi màu luôn rồi nè. Thì nhỏ dim son này đó, trời mưa nào quý vị nè, ách xì nè, rồi nhảy mũi nè, rồi nước mũi chảy nè, đó quý vị dùng được hết ha. Còn ngoài cái việc đó ra thì quý vị còn nhỏ được thúi lỗ tai nữa, lỗ tai lùng bùng quý vị nhỏ được luôn ha. Còn cái chai này là cái chai ngứa, chai ngứa này là được chế biến bởi 23 vị thuốc bắc. Thì ở đây đó là chúng tôi đã nâng cấp lên mát rồi và bà con dùng rất thành công rồi, nên cho nên chúng tôi không nâng cấp nữa. Chúng tôi sẽ đứng lại với một cái chế độ là 23 vị thuốc bắc, và những cái vị mà thêm nữa đó thì chúng tôi xin được chấm chấm đó. Thì ở đây 23 vị thuốc bắc này đó là chúng tôi học được hai vị sư phụ để dạy nha. Thì quý vị sức nè, long ben, lát biến, lát đồng tiền, nó măng cả chân kẻ tay, rồi gãy lỡ, u nhọt, vẫy nến nó, rồi quý vị đồ mồi chỗ tàn nhang quý vị sức được hết nó, rồi quý vị ngứa trên đầu sức được luôn nó. Như những cái bạn nam đó mà cái chỗ nhạy cảm của chúng ta đó mà ưa đi tắm đó, mà ưa bị lát ra là dính đó quý vị không chùi đó, vì lên xe quý vị đi thời gian thì nó sẽ ngứa ngái khó chịu lắm. Thì chúng ta chùi sạch sẽ, chúng ta sức này vô thứ quý vị trong vòng 3 lần sức, 2 lần sức quý vị sẽ hết liền, tuyệt vời vậy đó. Bất cứ chỗ nào quý vị ví dụ như vậy đi, chúng ta lỡ sức nè, là nó thơm bưng nào vậy, mở thơm bưng không, chúng ta lỡ sức nè, nó sức vô tay thì bình thường đúng không, sức vô mé miệng nè, thấy không, lỡ như chúng ta liếm vô con nít cũng gì, nó lỡ liếm vô không sao hết quý vị. Thuốc này là được Bộ Y tế kiểm duyệt hoàn toàn ha, thuốc này thuốc bắc ha, quý vị yên tâm, lỡ như liếm vô không sao hết ha, rất là an toàn. Còn chai nhỏ mắt này thì khỏi bàn cãi đi, hiện giờ bà con cô bác đã có một số người ta dùng lúc trước ta sợ lắm. Chai nhỏ như mắt của thị trường đó 4-5 ngàn, 9-10 ngàn, 20-30 ngàn, 100 ngàn mà nhỏ còn không hết, mà của ông Quốc Tạo có 4 ngàn sao nhỏ hết đây, mà không biết nó làm im không đó. Thì qua thời gian được nhiều người tin dùng thì dùng, hiện giờ ta đã rất thành công. Nhỏ giờ nó gác 15 giây nhưng mà rất là thành công quý vị, nó sáng mắt, nó chị mây còm, mây thịt, mây mờ, mây nước, chị lem lép mắt, mắt đỏ, mắt hột, chị nhậm, chị cặn ha, đầy đủ hết, chị ngứa mắt luôn là quý vị nhỏ vào. Có những bà con cô bác tính đi mổ đó mà không đi mổ, người ta nhỏ ba lọ thuốc Quốc Tạo thì người ta nghĩ đi mổ luôn, người ta sáng mắt, người ta nghĩ đi mổ luôn quý vị, người ta tự tin. Tại vì lúc này là người ta rất sợ dao kéo, nhưng mà nhỏ vào nó sáng thì ta thấy ổn, người ta không đi nữa quý vị. Còn nói gần nói xa thì không thể nào bỏ qua cái chai thuốc rượu sao bóp này được. Chai thuốc rượu sao bóp này quý vị thấy không, ở trên cái chai rượu này quý vị thấy không, nó có một cái lóng tay và nước trong trong giống như là mỡ vậy đó, nhưng mà thật sự ra nó là băng tinh bạc hà quán độ. Ở đây là 1 kg 2 triệu, băng tinh bạc hà quán độ là 1 kg 2 triệu. Thì ở đây đó chúng tôi đã để rất là nhiều cho nên nó lóng xuống cỡ này nè, thì bà con bóp vào cảm giác nóng ha, bà con bóp nhiều thì nó lạnh. Rồi ở đây chị cái gì, chị đau vai gái nè, nhức xương sống nè, nhức gân nè, nhức gân dưới thoi dưới, nhức gân trên thoi trên, nó mình chấm vô mình nhét vô kẻ gân luôn hết nhất nó. Ngoài cái việc mà sức nhức mỏi ra, nó còn chị được nhức gân nữa. Còn cái thứ ba đó là bà con đi ngủ đó, bà con thoi vô hai cái vai gái nè, bà con thoi xương sống cha mẹ mình rồi đó, mình thoi vô ngủ đi, nửa tiếng hồi sau thấm thuốc của quý vị ngủ rất là ngon lành luôn, nó tuyệt vời gì bên đó, nó áp cái hệ thần kinh này nè. Thuốc Quốc Tạo, bà con trước khi dùng bà con làm gì cho em cháu gì lắc đều lên thuốc dưới đây kẹo nẻo chưa, ngâm đậm đặc luôn nha, ngâm đậm đặc, bà con để thời gian nó sẽ lóng xuống đây nè, kẹo nẻo chưa. Đó là sản phẩm Quốc Tạo đó, là 120 ngàn đó. Rồi ở đây thì không thể nào không nhắc đến cái cặp thuốc nhức mỏi của Hồng Kông này. Cặp thuốc này là một lọ 100 viên thuốc của Hồng Kông, vị thuốc bắc, uống trị bệnh gì Quốc Tạo, dạ trị nhức mỏi, thần kinh tọa, đĩa đệm, gai cột sống thoái hóa và bệnh gút luôn, hỗ trợ cho bệnh tai biến luôn ha. Quý vị có sai tàu xe vẫn uống được luôn, uống một ngày, uống mỗi ngày 2 lần, lần uống 2 viên, mỗi lọ 1 viên, uống sau giờ ăn, uống được 1 tháng 20 ngày. Đây là một cặp thuốc, một lọ 100 viên thuốc của Hồng Kông. Thì ở đây có nhiều cô bác nói ví dụ như uống thuốc nhanh hết quá thì nói ủa sao thuốc nhanh hết quá vậy, có để đầy xa không? Dạ kính thưa, không bao giờ có đầy xa nha, hứa 100%. Bà con uống mà có mập, có phù mình, phù mãi gì cứ gì alo là Quốc Tạo, Quốc Tạo hứa sẽ một, sẽ thền một. Mà từ đó giờ chưa có tình trạng này bao giờ, Quốc Tạo bán gần 2 năm nay ha. Còn cái thứ ba, bà con uống, có người uống trên 3 cặp thì sẽ hỗ trợ được bệnh tai biến cho bà con, sẽ ngừa được bệnh tai biến ha, rất là tuyệt vời. Bà con cô bác nào nên báo hiếu cho cha mẹ mình, nên cháu hiếu chồng con mình nhức mỏi quá, khó chịu quá, rên rỉ tối ngày, bà con vừa mua cặp thuốc này gặp Quốc Tạo là không bao giờ nói tiếng nhức mỏi đây ha, gặp Quốc Tạo là không bao giờ nói tiếng nhức mỏi đây. Thì chị những cái bệnh đó đó thì bà con có gì cứ liên hệ Quốc Tạo. Một cặp thuốc này với một cái combo này là 400 ngàn chọn gói, 400 ngàn chọn gói, 390 không được mà 401 cũng không được. Sẵn đây giới thiệu cho bà con luôn, không bao giờ chúng thiếu quên. Thì ở đây chúng tôi có bán bạc hà nữa, bạc hà núi, thì ở đây chúng tôi không tiện đem vô,
tại vì bạc hà núi chúng tôi không tiện để đem vào đây giới thiệu thì nó ngứa, thì chúng tôi cũng báo với bà con đặt bạc hà núi thì chúng tôi sẽ gom lại một đơn hai đơn, chúng tôi sẽ lên trên núi mướn người lên núi sẽ lấy bạc hà về bán cho bà con, lên tới núi đặt bạc hà chứ không có vụ mà đem về nhà để nữa thì thời gian nó sẽ hư. Nó đặc biệt gì đó, hư thì mình sẽ không có bán buôn gì hết, mình sẽ không có không có được cái đồng ngăn. Thì ở đây là cái chai mật ong nguyên chất, thì trước khi mà đi vào cái vấn đề mà để giới thiệu sản phẩm, còn một số sản phẩm còn lại đó thì chúng tôi sẽ lấy một cọng hành, đây bà con thấy cọng hành ong nguyên chân này ha, để đứng này ha, này nó nguyên chân luôn ha, nó đứng luôn rồi. Thì bây giờ đây chúng tôi sẽ bỏ cọng hành vào trong cái mật ong nguyên chất này, cái độ nào đâu, độ gốc đó rồi, chúng tôi bỏ vào đó, chúng tôi sẽ đậy nắp lại ha. Rồi chút xíu nữa chúng tôi giới thiệu xong, chúng tôi sẽ lấy ra cho bà con xem cộng hành nó sẽ bị héo, đó là tác dụng của mật ong nguyên chất ha. Còn đây là tê bì chi, nó tê bì chi này đó là khi mà chúng tôi bà con uống cặp thuốc này, bà con nó hỗ trợ cho bà con 50% tê, nhưng mà bà con tê ít thì nó sẽ hết, còn tê nhiều nó sẽ không hết, cho nên chúng tôi đã nghiên cứu ra loại thuốc tê bì chi hợp tác của Nhật Bản, Việt Nam, có hướng dẫn sử dụng trong đây đầy đủ hết ha, có hướng dẫn đây hết, có hàng, có chống hàng giả luôn đấy ha, chống hàng giả, tem giả có đầy đủ hết ha. Rồi ở đây chúng tôi uống trị cái bệnh gì, tê tay nè, tê chân nè, lóng tay lóng chân nè ha, tê giò nè ha, rồi trị gối loạn tiền đình, có để đây luôn, có loạn tiền đình, thiếu máu não, xây sẩm mặt mày, chóng mặt, qua mắt, rồi mất ngủ, rồi đau vai gáy, tức là đau cái vùng này nè quý vị, đau vai gáy đau vùng này nè đó, rồi kém trí nhớ đó, đi ra trước lấy đồ quên, ra sau lấy đồ quên, đó là kém trí nhớ ha. Thì ở đây là chúng tôi sản phẩm này được kết hợp từ Nhật Bản, cho nên nhiều bà con của bác uống đã hết bệnh nhiều lắm ha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, có gì cứ liên hệ Quốc Tạo. Thì sản phẩm như thế thì chúng tôi sẽ được đi lại như thế tình tự. Thì ở dưới đây là thuốc diêm son, một liệu trình thuốc diêm son dưới đây ha. Rồi tiếp tục đến thì cái lọ thuốc, cái này là một liệu trình thuốc bôi chỉ. Thì ở đây có nhiều cô bác đã bôi chỉ thành công ha. Một liệu trình như thế này là gồm thuốc uống và thuốc bôi. Hổ này là của thuốc của Hồng Kông, có để dưới đây nè quý vị, Maze in Hồng Kông, dưới đây nè quý vị, Maze in Hồng Kông được hợp tác của được Hồng Kông. Thuốc này thuốc rất hay quý vị, cho nên Quốc Tạo đã dùng nhiều bà con dùng đã hết. Còn thuốc này là thuốc dưỡng bì đan, thuốc này là chuyên trị về ngứa máu, ví dụ như chúng ta trong cái da chúng ta là không thấy cái gì hết trơn á, mà chúng ta cứ ngứa gãi hoài vậy đó, nhất là những người ăn chay đó ngứa dữ lắm, nó thì chúng ta gãi hoài vậy đó. Thì bây giờ dưỡng bì đan này nó sẽ đi vào trong cơ thể chúng ta, sẽ trị về cái gan chúng ta đó, rồi trị về cái thận chúng ta, thận và gan nó gây chúng ta gây ra ngứa, lọc máu chúng ta đó, thì ở đó thì phần đó nó sẽ giải quyết cho chúng ta không còn ngứa nữa, không còn ngứa máu nữa. Cái hộp này đó là nó có để là có chức năng suy giảm do viêm gan, sơ gan, mẩn ngứa, nổi bề đai, vàng da đó, rất là tuyệt vời nha. Hiện giờ là có nhiều cô bác đã dùng thành công hết nha, ngứa dây dẫn, ngứa gãi mà chảy máu luôn quý vị, dùng thuốc này là hết đó quý vị. Còn ở đây là cái hộp thạch lâm thông, thì báo cáo với bà con hiện giờ là có 4 người đã uống hết bệnh. Thì ở đây Quốc Tạo là người thứ 5, là Quốc Tạo là sạn 12 ly là uống 3 hộp. Ở đây là có một cái cô đó ở Vũng Tàu là cô sạn 6 ly, cô uống là cũng 3 hộp, ha, cô uống 2 hộp hết rồi nhưng mà cố gắng uống thêm hộp nữa. Rồi ở đây có cô ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh là 2 người là sạn hai bên luôn, sạn một bên 5 ly, một bên 4 ly là uống cũng hết luôn. Đó là uống 3 hộp. Đó thì báo cáo với bà con những người hết bệnh rất là nhiều. Nó còn nhiều cô bác cũng chưa thông báo nữa, rất là nhiều người hết bệnh luôn, và nếu không hết thì nó cũng phải tan rất là tan, rất là nhanh luôn. Thạch lâm thông này rất là hay. Thì ngoài cái việc mà bà con bất cứ bệnh gì bà con cứ alo Quốc Tạo, Tạo sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ cho bà con những cái gì đó Tạo biết được là sẽ chỉ hết cho bà con. Và ở đây có gia truyền, đó là tê tay tê chân đó là ngâm thuốc gì, và gối loạn tiền đình là uống thuốc gì là dân gian nha, và sạn thận này uống thuốc gì bằng dân gian cho mau hết luôn ha. Còn thuốc ho này á là ho đêm, ho ngày, ho dây dẫn, rồi chị ho xong rồi chị phổi cho bà con, rồi chị phổi cho bà con xong rồi chị về hen xỉn cho bà con. Những người mà hơi thở yếu ớt có gì, những người lớn tuổi nè, đó là cái hơi thở chúng ta đang bị phổi đó, ta đang thiếu oxy, thì chúng ta dùng thuốc này cũng hết đó nha. Nên là ho nha, thuốc ho của Malaysia nguyên chất luôn ha. Còn đây là giãn tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch thì thôi cũng cho bà con biết là gân xanh nổi lên, tức là giãn tĩnh mạch, uống vô cũng hết luôn. Còn thuốc này là thuốc huyết áp cao tăng, uống vô cũng hết luôn ha. Rồi ở đây là tiểu đường viên là uống được nửa tháng. Còn này là tiểu đường
tiểu đường tán uống được trên 20 ngày. Hai tiểu đường này có công dụng giống như nhau. Tiểu đường này tiểu đường của công ty, tiểu đường Hữu Hoa. Tiểu đường tán này là tiểu đường thuốc bắc. Thì uống ở đây như thế nào? Kính thưa bà con, ví dụ như bà con uống thuốc tây lâu năm, nó dằn vặt cơ thể của chúng ta, nó làm chúng ta là biến chứng, quan trọng nhất là biến chứng. Đường thì nó bình chúng ta rồi đó, nó biến chứng thì đó, thuốc này nó sẽ gây không có những cái gì mà thuốc tây nó làm, nó làm cho hại chúng ta, thì cái thuốc này nó sẽ không làm hại chúng ta. Uống vô mát mẻ, bình đường, ăn được ngủ được đó, mà phải đòi hỏi thời gian nha. Ví dụ như một hộp hai hộp, chứ không phải là uống vô vài ngày là nó phát hiện liền ha. Rồi tiếp theo là cái chai này là cái chai dầu dừa nguyên chất. Cái chai này chai dầu dừa nguyên chất nha bà con. Thì chai dầu dừa nguyên chất này đó là chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta cạo gió ra, xúc lên đầu, mát da đầu, còn có công dụng là uống được. Uống nó sẽ giải độc gan, độc thận cho chúng ta luôn ha. Và ở đây có nhiều cô bác đã dùng rất thành công ha. Dầu dừa nguyên chất. Ở đây là mật ong nguyên chất. Còn đây là thuốc máu nhiễm mỡ. Thì máu nhiễm mỡ này đó, mình đi khám bác sĩ nói mình bị máu nhiễm mỡ. Mình không có một triệu chứng gì phát hiện cả trơn. Nhưng mà quý vị biết không, trong khi mà cái cọng răng của mình đó, mà đường ống mình đó, mà máu nó nhiễm vô 1%, mỡ nó nhiễm vô 1%, thì ở đó lúc đó chúng ta sẽ khó thở, chúng ta sẽ có những triệu chứng rất là lạ. Mà khi nó nhiễm vô, nó ăn vô 2% vô trong cái đường ống dẫn máu chúng ta mở á, thì đó là chúng ta sẽ có những căn bệnh là tai biến, lật ngửa, đột tử và khó thở, ép tim, đủ bệnh hết trơn, là máu nhiễm mỡ này gây ra không bà con, cho nên rất quan trọng đó. Ở đây Quốc Đạo đã nghiên cứu ra được cái loại nước máu nhiễm mỡ, thì bà con uống từ tầm 1 hộp 2 hộp 3 hộp thì bà con khám nghiệm lại thì máu sẽ hết nhiễm mỡ, lúc đó chúng ta sống rất là mạnh khỏe. Và gan nhiễm mỡ cũng uống thuốc này cũng vẫn được nha, gan nhiễm mỡ cũng được luôn nha bà con, máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ nha. Thì ở đây chúng tôi sẽ cho bà con biết cái mật ong nguyên chất nó như thế nào. Thì ở đây á là ngoài ra thì chúng tôi có tặng theo cái thuốc bắc, thuốc tây của tỷ cơ, thuốc tâm linh năm màu, có tặng theo cho bà con thuốc bao tử no hơi sình bụng ở chua, có tặng theo cho bà con cuốn học giáo lý của thầy dạy cúng 10 điều khuyến tu bằng thầy Tây An, và cuốn này là cuốn thi văn giáo lý toàn bộ của đức thầy ha, tặng miễn phí ha. Và có tặng cho bà con máy niệm phật luôn ha. Máy niệm phật này thì bà con nên qua kinh của Quốc Thành bà con nhận dùm, máy niệm phật với mê giảng. Thì Quốc Thành, số điện thoại Quốc Thành là 0333043 đó quý vị, rồi 04424. Bà con qua bên bển nhận thuốc, nhận máy niệm phật cho Quốc Tạo dùm bên kinh Quốc Thành và mê giảng. Còn đây là Quốc Tạo có tặng cho bà con cái tấm 8 điều găng cấm luôn nha, in sẵn luôn nha, bà con có cần thì tặng luôn. Nó còn một số nè, còn cái chục tấm nè bà con, còn cái chục tấm nè bà con, cần là mình tặng miễn phí luôn nha. Mời được 8 điều găng cấm để nhà mình treo hình thầy Pháp Sĩ Di Đà, thầy Tây An đầy đủ, tặng miễn phí luôn. Rồi thì sản phẩm đã hết rồi thì chúng tôi sẽ lấy cái này ra cho bà con xem. Đây bà con xem đây, đây héo hết trơn, đây nó héo rồi quý vị đó, mình thử bằng cách gì đó, bà con về nhà bà con thử gan gì đó, nó héo queo hết trơn nè đó, là chứng tỏ mật ong này nguyên chất nha bà con đó. Bà con về thử thoải mái, về kêu một shipper đứng vợ đó thử đút vô cái cộng hành vô thử, chừng nào shipper nó thử xong rồi nó cho shipper đi nó, bà con thử thoải mái. Ở đây thì mật ong nguyên chất này nó rất là lợi nha bà con, sáng uống ly xi chừng, uống ly xi chừng vậy nè, nước sôi đó bà con để mật ong vào cho nó vừa đủ ngọt, nặng miếng chanh để miếng gừng vô uống rất là khỏe luôn quý vị. Uống là trị tim mạch nè, trị bao tử nè, trị huyết áp nè, nó trị luôn cả trị máu nhiễm mỡ nữa luôn đó quý vị, máu nhiễm mỡ luôn á, máu nhiễm mỡ đó, rồi trị nhiều bệnh sau này nó sẽ ngừa được bệnh đột tử luôn. Mật ong này rất là tốt luôn quý vị, gà vô cái lưỡi của con nít đó, gà vô người lớn bị viêm cuốn họng này kia nó được hết trơn luôn, nó tuyệt vời lắm quý vị. Lấy mật ong chấp thôi, mật ong này của Campuchia nha quý vị, mình lấy ở bên đất bạn gì à, 100% mật ong nguyên chất. Ở đây trên thị trường bán 1 lít đó 1.450.000, 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, Quốc Tạo chỉ bán 1 lít 1.000.000 thôi, đúng 1.000.000 cho bà con. Quốc Tạo chỉ chia ra cho bà con dùng cho nó tại mình dùng sản phẩm Quốc Tạo, Quốc Tạo sẽ chia cho bà con mau hết bệnh ha. Dùng thuốc Quốc Tạo nhớ niệm phật,
thì quý vị giái như thế này nào, quý vị giái Phật tổ Phật thầy cho con uống thuốc của cư sĩ Quốc Tạo người hòa hảo, con hết bệnh con sẽ tĩnh tâm tu hành, đó là chánh đạo ha, bà con giái vậy bà con sẽ thành công. Thì trước khi mà kết thúc chương trình đó thì Quốc Tạo cũng xin nói với bà con lấy thuốc Quốc Tạo, bà con uống hết bệnh, bà con tu hành, bà con niệm Phật thì đó là cái phước đức Quốc Tạo, chi phước Quốc Tạo. Còn khi Quốc Tạo lấy tiền của bà con Quốc Tạo làm chẳng điều của quyền chân dung thầy phát cho những người khác thì phước đức đó là cũng là của bà con, cho nên chúng ta đã từng quần cái phước đức với nhau. Dạ kính thưa, xin chào bà con, Đức Thầy có cho biết là phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Số điện thoại của Quốc Tạo là 0927731654 và số thứ hai là 0383893763. Mọi chi tiết xin liên lạc.